quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Chiến sự ngày 6 tháng 6, Ukraine lật kèo ngoạn mục ở Kharkov, lính Nga ồ ạt bỏ chạy, vẫn bị bắt giữ. Ukraine thiệt hại nặng nề khi Nga không kích bằng tên lửa Iskander vào vị trí tập trung quân. Rúng động, khoảnh khắc đại sứ quán Mỹ bị nã đạn ở Liban. Tổng thống Ukraine ái ngại điều gì khi đối mặt với chiến dịch mùa hè của Moscow? Israel chi thêm 3 tỷ đô la Mỹ, tậu thêm 25 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Một quan chức quân sự cho biết, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga ở tỉnh Kharkov, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Kiev đã giành lại được một số lãnh thổ trong khu vực bị bao vây. Nadia Volosin, phát ngôn viên của nhóm chiến lược hoạt động Kortizia của Ukraine, nói với ấn phẩm địa phương Liga.net, khoảng 60 binh sĩ Nga đã bị bắt gần thị trấn Vovchan, bị tàn phá, nơi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Ukraine kiểm soát 70% Vovchan, nơi có dân số trước cuộc chiến là 17.000 người. Các cuộc đụng độ khốc liệt vẫn tiếp diễn sau khi lực lượng của Điện Kremlin phát động cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ một số ngôi làng ở biên giới phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkov cao gấp 8 lần so với Ukraine. Tờ Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Julian Ropki, một nhà phân tích dữ liệu mở của ấn phẩm Bill, đã chia sẻ đoạn phim trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, lần đầu tiên được lan truyền trên Telegram, trong đó có chủ đích ghi lại thời điểm quân Nga bị bắt. Ropki viết, lính Nga dường như đã đầu hàng ở Vovchan, nơi này cách nơi mà các nguồn tin Nga cho là tiền tuyến hiện tại khoảng 600m về phía Bắc, vì vậy Nga dường như đang mất dần vị thế ở đó. Ông viết trong một bài đăng khác rằng, quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu vực ở đông bắc Vovchan, sử dụng quân tiếp viện thông qua phương tiện đặt cầu Viper do Đức cung cấp. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào trung tâm và hiện cách cây cầu Vovcha bị phá hủy khoảng 400m. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ thì cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine vào hôm thứ Hai rằng, lực lượng của Kiev gần đây đã lấy lại được một số vị trí ở Vovchan. ISW cho biết, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 2 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí dọc theo phố Dukhovna ở trung tâm Vovchan. Đoạn phim định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 3 tháng 6 cũng cho thấy các lực lượng Nga và Ukraine giao tranh cận chiến dọc theo phố Dukhovna, cho thấy rằng các lực lượng Ukraine đang phản công để giành lại lãnh thổ Nga, kiểm soát các vị trí dọc theo đường phố. ISW cho biết thêm, nhà quan sát quân sự Ukraine Masovet lưu ý rằng các blogger của Nga đang phàn nàn về việc Ukraine gia tăng các cuộc phản công theo hướng Kharkov và cảnh báo rằng các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố trong những ngày tới rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công nghiêm trọng của Ukraine theo hướng này. Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn vào những vị trí quân sự ở hậu phương của Ukraine tại khu vực Kharkov. Tại đây, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cũng đã gửi ngày càng nhiều lực lượng dự bị nhằm nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công đang diễn ra của Nga. Theo SF, lực lượng vũ trang Ukraine đã tích lũy một số lượng lớn khí tài ở khu vực Kharkov, bao gồm cả các hệ thống NATO cung cấp cho Ukraine. Trước những hành động này, quân đội Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào hậu phương của khu vực Kharkov để cản trở nỗ lực tiếp viện cho tiền tuyến của Ukraine. Theo đó, trinh sát của Nga đã tích cực hoạt động để phát hiện mục tiêu và sau đó là những cuộc tấn công chính xác. Việc phá hủy khí tài và cơ sở quân sự sẽ khiến cho Ukraine đối diện với tình trạng khó khăn trên tiền tuyến. Ở thành phố Kharkov, các vị trí quân sự của Ukraine phải liên tiếp nhận những đòn không kích chính xác của quân đội Nga. Trong những hình ảnh được công bố cho thấy, tên lửa Iskander của Nga đã tấn công chính xác một vị trí phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine ở thị trấn Izium. Mục tiêu là trung tâm bệnh lao của địa phương, nhưng được lực lượng vũ trang Ukraine trưng dụng để làm nơi ở của lữ đoàn tấn công đường không, riêng biệt số 95. Một hình ảnh khác được công khai gần đây cũng cho thấy kết quả của cuộc tấn công mạnh mẽ bằng bom hạng nặng KAB-250 và FAB-500 của Nga vào các tòa nhà ở Kupiansk. Cuộc tấn công đã khiến cho lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine và lữ đoàn 44 của lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất nặng nề. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhóm lực lượng phía Bắc của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kharkov. Tình hình các hướng khác cũng được cải thiện. Nhóm quân sự Dnieper đã bắn hạ một chiếc Su-25 của Ukraine.
Theo một số nguồn tin, đây là chiếc thứ 201 máy bay tấn công loại này của lực lượng vũ trang Ukraine bị quân đội Nga phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hệ thống tên lửa ven biển Bastion của hạm đội Biển Đen đã tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine và bắn chúng một cách chính xác. Sáng 5 tháng 6, một số đối tượng đã nổ súng tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut, Lebanon. Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại đây, vụ nổ súng nhỏ đã xảy ra ở khu vực lân cận lối vào. Cơ sở hạ tầng và nhân viên của Đại sứ quán Mỹ vẫn an toàn. Quân đội Lebanon cho biết đã xảy ra cuộc đọ súng giữa những kẻ tấn công và lực lượng quân đội. Một kẻ tấn công là công dân Syria đã bị thương, bị bắt giữ và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lực lượng chức năng đã tiếp tục rà soát các khu vực lân cận, tìm những đối tượng khác. Một số nguồn tin cho biết, một nhân viên an ninh của Đại sứ quán Mỹ bị thương trong vụ tấn công. Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon nằm ở khu vực phía bắc thủ đô Beirut, trong một khu vực có an ninh cao. Đại sứ quán Mỹ đã chuyển đến đây sau một vụ tấn công cảm tử năm 1983, khiến hơn 60 người thiệt mạng. Vào tháng 10 năm 2023, nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon. Lực lượng an ninh Lebanon đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dù mới chỉ là đầu tháng 6, nhưng những tuần tới có thể quyết định cục diện xung đột Ukraine từ nay cho đến hết năm. Phát biểu tối ngày 4 tháng 6, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc tấn công chính xác và mạnh nhất của Nga hiện tập trung ở vùng Donetsk, nơi lực lượng Moscow đang tiến lên đều đặn và khu vực này vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Kiev Independent đưa tin, quân đội Nga di chuyển về phía Tây từ Bakhmut và Avdiivka đã tiến qua hàng chục ngôi làng nhỏ để đến gần Chasovia. Về những nơi khác trên chiến trường, ông Zelensky đã nói rằng tình hình ở Kharkov đã ổn định và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ tham gia vào nỗ lực này. Tổng thống cũng cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các bộ về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái. Ông nói thêm rằng những vũ khí này đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây, khi phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí. Vào thời điểm chúng tôi đang mong đợi nguồn cung cấp pháo binh từ các đối tác, máy bay không người lái thực sự đã trở thành cứu cánh trên mặt trận. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định toàn bộ cục diện mùa hè và thậm chí là cả năm ở một số khía cạnh, cả về hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đoàn kết thế giới trong vấn đề Ukraine, mối quan hệ của Ukraine với Liên minh châu Âu EU và các vị trí tiền tuyến, sản xuất trong nước. Trong khi khoảng 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Ukraine, thì vẫn còn có một số quốc gia khá rẻ rặt. Ngày 2 tháng 6, Ả Rập Xê Út tuyên bố không có kế hoạch tham dự do Nga chưa được mời. Ngày 3 tháng 6, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự sự kiện thay mặt Tổng thống Joe Biden vì ông Biden phải tham gia buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. Ngày 4 tháng 6, Israel thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 3 tỷ đô la Mỹ về việc mua 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant đã tuyên bố, vào thời điểm một đối thủ muốn làm suy yếu mối quan hệ giữa Israel với đồng minh lớn nhất của chúng ta sẽ tăng cường hơn nữa liên minh của mình. Điều này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới đối thủ của chúng ta trong khu vực. Thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, thỏa thuận này sẽ nâng số lượng máy bay F-35 của Israel lên 75 chiếc. Việc chuyển giao máy bay F-35 cho quân đội Israel sẽ bắt đầu vào năm 2028 với 3-5 máy bay mỗi năm. Israel là quốc gia Trung Đông duy nhất sở hữu F-35, loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới, có khả năng tàng hình và có thể sử dụng để thu thập thông tin tình báo, tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của đối phương. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!